Chiều nay, Công an thành phố hướng tổ chức khen tưởng đột xuất đội cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu vì đã có hết thành tích phá án bắt giữ đối tượng Ngô Hoàng Phúc, trú tại 31 Nguyễn Giảng Thành, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trước đó hôm qua, công tác trinh sát nắm tình hình từ đầu tháng 12 năm 2021, trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu phát hiện một đối tượng thường xuyên có hoạt động đi thu tiền góp của các tiểu thương tại các chợ dân sinh trên địa bàn quận, nên tiến hành xác minh, bắt giữ đối tượng. Khi Phúc đến nhà con nợ để thu tiền góp hàng ngày, thì đội cảnh sát hình sự công an quận Hải Châu ập vào bắt quả thăng, thu giữ trên người Phúc số tiền là trên 27 triệu đồng và xe máy S-Center đối với tượng đang sử dụng Tiếp tục một khám xét cẩn cấp nhở của Phúc, đội cảnh sát hình sự phát hiện và thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Qua đấu tranh, Ngô Hoàng Phúc khai nhận hoạt động cho vay từ cuối năm 2019 đến nay trên địa bàn thành phố. Phúc đã cho hàng trăm kỳ vay, chủ yếu là tiểu thương khách chợ và người buôn bán với lãi suất thấp nhất là từ 30% đến 60% một tháng. Với số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 700 triệu đồng.